Hello, xin chào anh em. Quý hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý hàng của bạn nhiều sức khỏe và có nhiều thành công cho mình cũng như là cuộc sống. Thì ngày hôm nay mình có một em Hyundai N250SL, phiên bản thùng dài của nó là 4m3. Phiên bản thùng dài nha anh em, tải trọng là 2 tấn 2, đời 2019, với mức giá mình đang dự kiến chào bán cho anh em quý hàng của bạn là 455 triệu. Đời 2019, 455 triệu Hyundai N250SL. Thì xe này được cái thùng nó dài 4m3 lận anh em. Ga điện nha, rất là đẹp. Hyundai tải trọng là 2 tấn 2 anh em. Cái bên thì mình có một cái em Kia K250 phiên bản cũng 2019, nước sơn màu xanh, thùng 3m rưỡi. Thì con này cũng là 2 tấn 4 nè anh em, phiên bản thùng kính, thùng 3m rưỡi, có cửa hông. Thì con này dự kiến cho bán cho anh em quý hàng của bạn là 355 triệu, ra đi em đó, 355 triệu. Kia K250 phiên bản thùng ngắn nha, 2 tấn 2. Hai em xinh tươi, đời 2019 hết đó. Một em thùng ngắn và một em thùng dài, cùng tải trọng Kia và Hyundai. Kế tiếp mình có một em Vim với số loại của nó là VT250, phiên bản thùng dài 4m3, thùng kính, đời của nó là đời 2017, với mức giá là 250 triệu cho anh em quý hàng của bạn, 2 tấn 2 nha, phiên bản thùng kính. Xe rất là đẹp, nguyên zin nguyên bản, đầu cabin vuông rất là xịn sò. Con này là 2 tấn 2. Nhìn xe rất là hoành tráng luôn nè, rất là to và rất là mô. 2017, 250 triệu, thùng 4m3 nha anh em, phiên bản thùng kính. Kế bên con Vim là Hyundai 3,5 tấn, HD72, cũng phiên bản thùng kính. Chiều dài thùng là 4m950, tải trọng là 3,4 tấn, cho phép chạy bằng 12 được, thùng kính có cửa hông. Con này là 2015, với mức giá là 490 triệu nha anh em, 490 triệu, là 2015. 490 triệu Hyundai 3,5 tấn HD72, rất là xịn sò. 490 triệu đã 2015, 3,5 tấn thùng kính nha anh em, thùng dài 4m9, rất là đẹp luôn. Hai em rất là xinh tươi. Bên mình hiện đại còn rất nhiều cái thùng kính như thế này, mang đến cho anh em cửa hàng của bạn thưởng thức trong video ngày hôm nay. Nếu thấy cái mẫu xe nào ưng ý thì cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc đến đây xem xe tại Vĩnh Phú 29 Thuận An Bình Dương nha anh em, gần cổng chào Bình Dương, tại Vĩnh Phú Thuận An Bình Dương, Vĩnh Phú 29, đường Vĩnh Phú 29 nha anh em. Và đây là em cuối cùng mình cũng mang đến cho anh em quý hàng của bạn, Hino. Đây là Hino phiên bản 3,5 tấn, thùng dài 5m2, Isuzu 730, 3,5 tấn thùng dài 5m2, đời 2010, con này 2017 nha anh em, 2017, phiên bản thùng kính dài 5m2, tải trọng 3,4 tấn, 90, chạy bằng V2 được anh em. Hino, xài động cơ của Hino, xe lắp ráp tại Việt Nam, một chiếc xe rất là xịn sò, máy chạy rất là êm, máy dầu, máy rất là lớn luôn. Thùng rất là to, với mức giá mình dự kiến chào bán cho anh em là 540 triệu nha. Hino 3,4 tấn, thùng 5m2, đời 2017, 3,4 tấn, 540 triệu. Đó là những cái mẫu xe cũng mang đến cho anh em cái hàng thưởng thức. Xin chào, hẹn gặp lại.